Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn vì sao sắc cũng gọi là thậm thâm, vì sao thọ tưởng hành thức cũng gọi là thậm thâm, như vậy cho đến vì sao tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng gọi là thậm thâm, vì sao quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng gọi là thậm thâm, Phật dạy thiện hiện vì sắc chân như thậm thâm nên sắc cũng gọi là thậm thâm thọ tưởng hành thức chân như thậm thâm nên thọ tưởng hành thức cũng gọi là thậm thâm như vậy cho đến tất cả hạnh đại Bồ Tát chân như thậm thâm nên tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng gọi là thậm thâm quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đề của chư Phật chân như thậm thâm nên quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng gọi là thậm thâm bây giờ. Thì thiện hiện bạch Phật, vì sao sắc chân như thậm thâm, vì sao thọ tưởng hành thức chân như thậm thâm, như vậy cho đến vì sao tất cả hành đại Bồ Tát chân như thậm thâm, vì sao quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề của chư Phật chân như thậm thâm. Phật dạy, thiện hiện sắc chân như, tức chẳng phải sắc, chẳng phải lìa sắc cho nên thậm thâm thọ tưởng hành thức chân như tức chẳng phải thọ tưởng hành thức chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức cho nên thập thâm như vậy cho đến tất cả hạnh đại bồ tát chân như tức chẳng phải tất cả hạnh đại bồ tát chẳng phải lìa tất cả hạnh đại bồ tát cho nên thậm thâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật chơn như tức chẳng phải quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật chẳng phải lìa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật cho nên thậm thâm cụ thọ thiện hiện lại bạch phật Thật kỳ lạ thưa Như Lai, Ngài đã phương tiện vi diệu, làm cho Đại Bồ Tát bất thối chuyển, ngăn cách sắc để hiển bày Niết Bàn, ngăn thọ tưởng hành thức để hiển bày Niết Bàn. Như vậy cho đến ngăn cách tất cả hạnh Đại Bồ Tát để hiển bày Niết Bàn, ngăn cách quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề của chư Phật để hiển bày Niết Bàn. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, Ngài đã phương tiện vi diệu làm cho Đại Bồ Tát bất thối chuyển ngăn cách tất cả Pháp, hoặc sắc, hoặc chẳng phải sắc, hoặc hữu kiến, hoặc vô kiến, hoặc hữu đối, hoặc vô đối, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc cộng, hoặc bất cộng, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, để hiển bày niết bàn. Phật dạy, thiện hiện đúng vậy đúng vậy như ông đã nói Như Lai like, thật kỳ lạ đã dùng phương tiện vi diệu làm cho đại Bồ Tát bất thối chuyển ngăn cách sắc để hiển bày niết bàn ngăn cách thọ tưởng hành thức để hiển bày niết bàn thế tôn thật kỳ lạ ta dùng phương tiện vi diệu làm cho đại Bồ Tát bất thối chuyển ngăn cách tất cả pháp hoặc sắc hoặc chẳng phải sắc hoặc hữu kiến hoặc vô kiến hoặc hữu đối hoặc vô đối hoặc thế gian hoặc xuất thế gian hoặc cộng hoặc bất cộng hoặc hữu lậu hoặc vô lậu hoặc hữu vi hoặc vô vi để hiển bày niết bàn lại nữa thiện hiện đối với nghĩa thậm thâm này các đại bồ tát phải dựa vào nghĩa lý tương ưng bát nhã ba la mật đa suy nghĩ thật kỹ so lường quán sát nên nghĩ thế này nay ta phải trụ như bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã dạy nay ta phải học như bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã nói Thiện hiện, đối với nghĩa lý thâm sâu này, Đại Bồ Tát nào có thể dựa vào nghĩa lý tương ưng bát nhã ba la mật đa, suy nghĩ thật kỹ, quan sát so lường, như bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã dạy mà trụ, như bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã thuyết mà học. Đại Bồ Tát này do siêng năng tinh tấn tu học như thế, do dựa vào bát nhã ba la mật đa, chẳng những khởi lên một tâm niệm mà còn có thể nhiếp thủ vô số vô vô lượng vô biên thiện căn vượt qua vô lượng kiếp luân hồi sanh tử mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề huống gì thường tu bát nhã ba la mật đa không gián đoạn thường trụ tác ý tương ưng bồ đề thiện hiện như người đam mê dục lạc cùng với thiếu nữ xinh đẹp yêu nhau cùng lập hẹn ước nhưng thiếu nữ gặp trở ngại không giữ đúng hẹn người này dục tâm hừng hẫy lan tràn thiện hiện ý ông thế nào với đối tượng nào dục tâm người ấy lan tràn bạch thế tôn do người thiếu nữ kia mà dục tâm người ấy lan tràn nghĩa là nghĩ người kia sao chẳng đến đây cùng nhau vui chơi hưởng lạc thiện hiện ý ông thế nào người ấy suốt ngày đêm đã khởi lên bao nhiêu dục niệm bạch thế tôn suốt ngày đêm người này khởi lên rất nhiều dục niệm phật dạy thiện hiện nếu đại bồ tát dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu khởi lên một niệm như bát nhã ba la mật đa đã nói mà học thì vượt qua số kiếp sanh tử luân hồi như số dục niệm của người đa dục kia suốt cả ngày đêm thiện hiện đại bồ tát này nương theo nghĩa lý bát nhã ba la mật đa đã thuyết Suy nghĩ tu học liền được giải thoát, có thể ngăn cản những lỗi lầm của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên đại bồ tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu tinh tấn tu học, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nếu đại bồ tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã thuyết mà trụ trải qua một ngày đêm thì đạt được công đức nếu công đức này có hình tướng, thì hằng hà sa số thế giới tam thiên đại thiên của chư Phật cũng không thể chứa hết. Giả sử có công đức khác, nhiều như các sông hằng đầy dẫy cả tam thiên đại thiên thế giới chư Phật đem so sánh với công đức này, thì không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, không bằng một phần rất nhỏ lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát xa đìa bát nhã ba la mật đa giả sử trải qua hằng hà xa số đại kiếp bố thí cúng dường Phật pháp tăng bảo thiện hiện ý ông thế nào? do nhân duyên đây đại bồ tát này được phước nhiều chăng? thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều phước ấy vô số vô lượng vô biên Phật dạy thiện hiện nếu Đại Bồ Tát dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu như thuyết mà học trải qua một ngày đêm sẽ được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao thiện hiện bát nhã ba la mật đa thâm sâu là đường mà các chúng Đại Bồ Tát phải đi? Các Đại Bồ Tát đi đường này nên mau tới quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa giả sử trải qua hàng hà xa số đại kiếp bố thí cúng dường bậc dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề bồ tát và như lai ứng tránh đẳng giác thiện hiện ý ông thế nào? do nhân duyên đây các đại bồ tát này được phước nhiều trăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều phước đó vô lượng vô biên vô số phật dạy thiện hiện nếu đại bồ tát dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu trải qua một ngày đêm như thuyết mà học sẽ được công đức hơn kia rất nhiều vì sao thiện hiện các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu vượt qua các bậc thanh văn và độc giác mau vào ngôi tránh tánh ly xanh của đại bồ tát lại lần lần tu hành các hạnh của bồ tát sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa giả sử trải qua hằng hà xa số đại kiếp tinh tấn tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã thiện hiện ý ông thế nào do nhân duyên đây đại bồ tát này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều phước đó vô lượng vô biên vô số phật dạy thiện hiện nếu đại bồ tát dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã thuyết mà trụ trải qua một ngày đêm tinh tấn tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã sẽ được công đức hơn kia rất nhiều vì sao thiện hiện bát nhã ba la mật đa thâm sâu là mẹ các đại bồ tát vì sao vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu có thể sanh ra chúng đại bồ tát tất cả chúng đại bồ tát đều dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu mau được viên mãn giáo pháp chư phật lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát xa Địa bát nhã ba la mật đa dù trải qua hàng hà xa số đại kiếp đem pháp bố thí cho tất cả hữu tình thiện hiện ý ông thế nào do nhân duyên đây đại bồ tát này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều phước đó vô lượng vô biên vô số phật dạy thiện hiện nếu đại bồ tát dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã thuyết mà trụ trải qua một ngày đêm đem pháp bố thí cho tất cả hữu tình sẽ được công đức hơn kia rất nhiều vì sao thiện hiện vì nếu đại bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa tức là xa lìa trí nhất thiết trí nếu đại bồ tát chẳng lìa bát nhã ba la mật đa tức là chẳng lìa trí nhất thiết trí thế nên thiện hiện nếu đại bồ tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải luôn không lìa bát nhã ba la mật đa thâm sâu lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát xa đìa bát nhã ba la mật đa dù trải qua hàng hà xa số đại kiếp tu hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không an trụ trơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đạ, mười biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, tu hành mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thiện hiện ý ông thế nào do nhân duyên đây đại bồ tát này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều phước đó vô lượng vô biên vô số phật dạy thiện hiện nếu đại bồ tát dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã thuyết mà chủ trải qua một ngày đêm tu hành bố thí ba la mật đa cho đến tu hành trí nhất thiết tướng sẽ được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao thiện hiện? Vì nếu Đại Bồ Tát không xa lìa bát nhã ba la mật đa mà có sự thối lui đối với trí nhất thiết trí thì điều này không thể có. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa mà có sự thối lui đối với trí nhất thiết trí thì điều này có lý thế nên thiện hiện nếu đại bồ tát muốn tóc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải luôn không lìa bát nhã ba la mật đa thâm sâu lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa dù trải qua hằng hà xa số đại kiếp tu hành các loại tài thí pháp thí ở chỗ thanh vắng chú tâm suy nghĩ về phước mà trước đã tu ban cho tất cả hữu tình một cách bình đẳng cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà thiện hiện ý ông thế nào do nhân duyên đây đại bồ tát này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều phước đó vô lượng vô biên vô số phật dạy thiện hiện nếu đại bồ tát dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã thuyết mà trụ trải qua một ngày đêm tu hành các hạnh pháp thí tài thí ở chỗ thanh vắng chú tâm suy nghĩ về phước mà trước đây đã tu ban cho tất cả hữu tình một cách bình đẳng cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sẽ được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Thiện hiện vì dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu mà khởi lên sự hồi hướng, phải biết đây là sự hồi hướng tối thắng. Xa lìa bát nhã ba la mật đa mà khởi lên sự hồi hướng, phải biết đây là sự hồi hướng thấp kém. Vì sao thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu có thể dẫn đầu cho tất cả pháp phần bồ đề thế nên thiện hiện nếu đại bồ tát muốn chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà phải luôn không lìa bát nhã ba la mật đa thâm sâu đem các loại công đức của sự tu hành ban cho các hữu tình một cách bình đẳng cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa dù trải qua hằng hà xa số đại kiếp duyên theo căn lành công đức của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác trong quá khứ vị lai hiện tại và hàng đệ tử hòa hợp tùy hỷ ban cho các hữu tình một cách bình đẳng cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề thiện hiện ý ông thế nào do nhân duyên đây đại bồ tát này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều phước đó vô lượng vô biên vô số phật dạy thiện hiện nếu đại bồ tát dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã thuyết mà trụ trải qua một ngày đêm phổ duyên theo căn lành công đức của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác trong quá khứ vị lai hiện tại và hàng đệ tử hòa hợp tùy hỷ, ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sẽ được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao thiện hiện vì tất cả căn lành công đức của sự tùy hỷ? hồi hướng đều lấy bát nhã ba la mật đa thâm sâu làm thượng thủ thế nên thiện hiện nếu đại bồ tát muốn chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải luôn không lìa bát nhã ba la mật đa thâm sâu đối với căn lành của sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn như Phật đã dạy, các hành đều là do vọng tưởng phân biệt mà sanh ra, hoàn toàn chẳng phải thật có. Do nhân duyên nào các Đại Bồ Tát này hành tài thí vân vân, được phước vô lượng vô biên vô số. Bạch Thế Tôn, phước do phân biệt hành động tài thí vân vân, lẽ nào không phải được tránh kiến chân thật? không nhập được vào ngôi chánh tánh ly xanh, không chứng được quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác bồ đề cũng không chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã cầu. Phật dạy, hiện hiện đúng vậy đúng vậy như ông đã nói các hành đều là phân biệt tạo tác từ vọng tưởng mà xanh hoàn toàn chẳng phải thật có phước do phân biệt hành động tài thí vân vân không thể phát khởi tránh kiến chân thật được không thể nhập được vào ngôi tránh tánh ly xanh không thể chứng quả dự lưu cho đến không chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu biết tất cả pháp phân biệt hành động tài thí vân vân đều là không không có sở hữu hư vọng không thật vì sao thiện hiện vì ta nói tất cả pháp phân biệt hành động tài thí vân vân hoàn toàn đều là không tánh tướng chẳng có là hư vọng chẳng phải chắc thật vì sao thiện hiện vì các đại bồ tát đã học pháp nội không một cách hoàn hảo cho đến học pháp vô tính tự tính không một cách hoàn hảo đúng như Phật dạy mà thông đạt thiện hiện đại bồ tát này an trụ không rồi như như quan sát phân biệt phước của việc tài thí vân vân là không không có sở hữu hư vọng không thật như vậy như vậy thường không xa lìa bát nhã ba la mật đa thâm sâu như như chẳng lìa bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy như vậy được phước vô lượng vô biên vô số do nhân duyên đây khỏi lên tránh kiến chân thật cũng nhập vào được ngôi tránh tánh ly xanh cho đến chứng được quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề đã cầu bấy giờ thiện hiện lại bạch phật vô lượng vô biên vô số đã nói có gì khác nhau không Phật dạy thiện hiện nói vô số là số bất khả đắc, số không thể ở trong giới hữu vi, số không thể ở trong giới vô vi. Nói vô lượng là lượng bất khả đắc, lượng không thể ở trong pháp quá khứ, lượng không thể ở trong pháp vị lai, lượng không thể ở trong pháp hiện tại. Nói vô biên là biên bất khả đắc, không thể so lường bờ mé kia, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn có nhân duyên nào mà sắc cũng nói là vô lượng vô biên vô số, thọ tưởng hành thức cũng nói là vô lượng vô biên vô số không? Phật dạy thiện hiện còn có nhân duyên, nên sắc cũng nói là vô lượng vô biên vô số, thọ tưởng hành thức cũng nói là vô lượng vô biên vô số, bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật, vì nhân duyên nào sắc cũng nói là vô lượng vô biên vô số, thọ tưởng hành thức cũng nói là vô lượng vô biên vô số. Phật dạy: Thiện hiện sắc tự tánh là không nên cũng nói là vô lượng vô biên vô số, thọ tưởng hành thức tự tánh là không nên cũng nói là vô lượng vô biên vô số cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, chỉ vì sắc tự tánh là không, thọ tưởng hành thức tự tánh là không, hay vì tất cả pháp tự tánh cũng đều không. Phật dạy, thiện hiện trước đây ta há chẳng nói tất cả pháp tự tánh đều là không sao. Thiện hiện thưa, tuy phật thường nói tất cả pháp tự tánh đều là không mà con cũng đã rõ nhưng các hữu tình chẳng biết chẳng thấy chẳng hiểu nên nay con hỏi như vậy bạch thế tôn tất cả pháp tự tánh là không tức là vô tận cũng là vô số cũng là vô lượng cũng là vô biên bạch thế tôn tất cả pháp trong tự tánh là không ấy tận bất khả đắc số bất khả đắc lượng bất khả đắc biên bất khả đắc do nhân duyên này nên vô lượng vô biên vô số hoặc văn hoặc nghĩa đều không khác nhau phật dạy thiện hiện đúng vậy đúng vậy như ông đã nói vô tận vô số vô lượng vô biên hoặc nghĩa hoặc văn đều không sai khác đều đồng hiền bày rõ các pháp không thiện hiện tất cả pháp không đều không thể nói như lai phương tiện nói là vô tận hoặc nói là vô số, hoặc nói là vô lượng, hoặc nói là vô biên, hoặc nói là không, hoặc nói là vô tướng, hoặc nói là vô nguyện, hoặc nói vô tác, hoặc nói vô sanh, hoặc nói vô diệt, hoặc nói lìa nhiễm, hoặc nói tịch diệt, hoặc nói niết bàn, hoặc nói trơn như, hoặc nói thật tế. Những nghĩa như vậy như lai đều phương tiện giảng nói. Bây giờ thiện hiện bạch Phật, bạch thế tôn thật kỳ lạ, đối với phương tiện thiện xảo thật tướng các pháp không thể tuyên thuyết nhưng vì hữu tình ngài đã phương tiện hiển bày bạch thế tôn theo con hiểu ý nghĩa của lời phật nói là tánh của tất cả pháp đều bất khả thuyết phật dạy thiện hiện đúng vậy đúng vậy tánh của tất cả pháp đều bất khả thuyết vì sao vì tánh của tất cả pháp đều rốt giáo không không ai có thể tuyên thuyết về rốt giáo không cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nghĩa của bất khả thuyết có tăng giảm không? Phật dạy thiện hiện, nghĩa của bất khả thuyết không tăng không giảm. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật, nếu nghĩa của bất khả thuyết không tăng không giảm thì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng phải không tăng không giảm. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng không tăng không giảm bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng không tăng không giảm tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ cũng không tăng không giảm pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng không tăng không giảm Vực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng không tăng không giảm. Pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa cũng không tăng không giảm năm loại mắt sáu phép thần thông cũng không tăng không giảm mười được như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng cũng không tăng không giảm pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng không tăng không giảm trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm bạch thế tôn nếu sáu pháp ba la mật đa không tăng không giảm cho đến trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm thì sáu pháp ba la mật đa không có sở hữu cho đến trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không có sở hữu nếu sáu pháp ba la mật đa không có sở hữu cho đến trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không có sở hữu làm sao đại bồ tát tu hành sáu pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phật dạy thiện hiện đúng vậy đúng vậy nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm sáu pháp ba la mật đa cũng không tăng không giảm cho đến trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm vì nghĩa bất khả thuyết không có sở hữu nên sáu pháp ba la mật đa cũng không có sở hữu cho đến trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không có sở hữu thiện hiện các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo chẳng nghĩ thế này ta đối với bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa hoặc tăng hoặc giảm chỉ nghĩ chỉ có danh tưởng gọi là bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa hiện hiện khi đại bồ tát tu hành bố thí ba la mật đa đem tác ý tương ưng bố thí ba la mật đa này và nương vào đây khỏi tâm và căn lành ban cho các hữu tình một cách bình đẳng cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề như quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật màu nhiệm thâm sâu mà khỏi lên sự hồi hướng như vậy cho đến khi tu hành bát nhã ba la mật đa đem tác ý tương ưng với bát nhã ba la mật đa và nương vào đây mà khỏi tâm và căn lành ban cho hữu tình một cách bình đẳng cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề như quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật Phật màu nhiệm thâm sâu mà khởi lên sự hồi hướng. Nhờ phương tiện thiện xảo của sự hồi hướng này chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà? Phật dạy. Thiện hiện tất cả pháp chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi ấy thiện hiện lại bạch Phật, Thế nào gọi là tất cả pháp chân như mà nói tất cả pháp chân như là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Phật dạy thiện hiện sắc chân như thọ tưởng hành thức chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nhãn xứ chân như cho đến ý xứ chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Sắc xứ chân như cho đến pháp xứ chân như gọi là quả vị vô thượng Chánh đẳng Bồ Đà nhãn giới chân như cho đến ý giới chân như gọi là quả vị vô thượng Chánh đẳng Bồ Đà sắc giới chân như cho đến pháp giới chân như gọi là quả vị vô thượng Chánh đẳng Bồ Đà Nhãn thức giới chân như cho đến ý thức giới chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhãn xúc chân như cho đến ý xúc chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chân như cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, địa giới chân như cho đến thức giới chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vô minh chân như cho đến lão tử chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bố thí ba la mật đa chân như cho đến bát nhã ba la mật đa chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề pháp nội không chân như cho đến pháp vô tính tự tính không chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thánh đế khổ chân như thánh đế tập diệt đạo chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bốn niệm trụ chân như cho đến tám chi thánh đạo chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bốn tịnh lự chân như bốn vô lượng bốn định vô sắc chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề tám giải thoát chân như tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề pháp môn giải thoát không chân như pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề tịnh quán địa chân như cho đến như lai địa chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cực hỷ địa chân như cho đến pháp vân địa chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề pháp môn đà la ni chân như pháp môn tam ma địa chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề năm loại mắt chân như sáu phép thần thông chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mười lực phật chân như cho đến mười tám pháp phật bất cộng chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Pháp không quên mất chân như, tánh luôn luôn xả chân như, gọi là quả vị vô thượng, tránh đẳng bồ đề. Quả dự lưu chân như, cho đến độc giác bồ đề chân như, gọi là quả vị vô thượng, tránh đẳng bồ đề. Trí nhất thiết chân như, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chân như, gọi là quả vị vô thượng, tránh đẳng bồ đề sanh từ chân như niết bàn chân như gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện tất cả chân như không tăng không giảm nên quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng không tăng không giảm hiện hiện các đại bồ tát không lìa bát nhã ba la mật đa thường vui an trụ các pháp chân như hoàn toàn chẳng thấy pháp có tăng có giảm do nhân duyên này nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm bố thí ba la mật đa cũng không tăng không giảm tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng không tăng không giảm cho đến trí nhất thiết không tăng không giảm Chí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm, nghĩa bất khả thuyết không có sở hữu, sáu pháp ba la mật đa cũng không có sở hữu, cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không có sở hữu, thiện hiện các đại Bồ Tát nương vào sự không tăng không giảm, không sở hữu làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa, do đây làm cửa ngõ tập hợp các công đức, liền chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát dựa vào sự không tăng không giảm, không có sở hữu, làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa. Vì đây là cửa ngõ tập hợp các công đức nên liền chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này vì tâm ban đầu phát khởi nên chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hay vì tâm sau khởi lên mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bạch Thế Tôn, nếu vì tâm ban đầu khởi mà Đại Bồ Tát chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì khi tâm ban đầu khởi, tâm sau chưa khởi, nên không có nghĩa hòa hợp. Nếu tâm sau khởi mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì khi tâm sau khởi, tâm trước đã diệt, không có nghĩa hòa hợp. Như vậy tâm trước sau và tâm sở pháp tiến nuôi suy gạn, không có nghĩa hòa hợp. Vì sao có thể tích chứa các căn lành? Nếu các căn lành không thể tích tập thì các thắng trí không do đâu mà phát sanh được. Nếu các thắng trí không phát sanh thì làm sao đại Bồ Tát này chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề? Phật dạy Thiện hiện ta sẽ nói cho ông về ví dụ một cách sơ lược khiến cho người có trí dễ dàng hiểu được nghĩa đã nói thiện hiện ý ông thế nào như khi đốt đèn thì ngọn lửa ban đầu đốt cháy tim đèn hay ngọn lửa sau đốt cháy tim đèn thiện hiện đáp theo ý con chẳng phải ngọn lửa trước đốt cháy tim đèn cũng chẳng phải lìa ngọn lửa trước mà đốt cháy tim đèn chẳng phải ngọn lửa sau đốt cháy tim đèn cũng chẳng phải lìa ngọn lửa sau mà đốt cháy tim đèn. Phật dạy thiện hiện ý ông thế nào? Như khi đốt đèn thì chính tim đèn bị cháy chăng? Thiện hiện thưa, theo thế gian thì đang thấy tim đèn bị cháy. Phật dạy thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng lại như vậy chẳng phải tâm ban đầu phát khởi thì chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng chẳng phải lìa sự phát khởi tâm ban đầu mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chẳng phải tâm sau phát khởi thì chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng chẳng phải lìa sự phát khởi của tâm sau mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nhưng các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa làm cho căn lành tăng trưởng dần dần, chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lại nữa thiện hiện các đại bồ tát từ lúc mới phát tâm tu hành bát nhã ba la mật đa viên mãn mười địa chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà bấy giờ thiện hiện thưa bạch thế tôn các đại bồ tát tu học viên mãn mười địa nào thì chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà phật dạy thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành từ cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, làm cho viên mãn thì chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng học tịnh quán địa cho đến như lai địa, làm cho viên mãn thì chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện đối với 10 địa này, các đại Bồ Tát tinh siêng tu học khi được viên mãn chẳng phải do tâm ban đầu phát khởi thì chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng chẳng phải lìa sự phát tâm ban đầu mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chẳng phải tâm sau phát khởi thì chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng chẳng phải lìa sự phát khởi tâm sau thì chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà các đại bồ tát do tinh cần tu học mười địa viên mãn nên chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn như lai đã thuyết nghĩa lý duyên khởi rất là thậm thâm nghĩa là các đại bồ tát chẳng phải do tâm ban đầu phát khởi chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng chẳng phải lìa sự phát khởi tâm ban đầu chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chẳng phải tâm sau phát khởi thì chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng chẳng phải lìa sự phát khởi tâm sau thì chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, mà các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa làm cho các căn lành dần dần tăng trưởng viên mãn mười địa chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phật dạy thiện hiện ý ông thế nào khi tâm đã diệt rồi có thể phát sanh lại được không thiện hiện đáp bạch thế tôn không phật dạy thiện hiện ý ông thế nào khi tâm sanh rồi thì có pháp diệt chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn đúng vậy khi tâm sanh rồi thì nhất định có pháp diệt. Phật dạy thiện hiện ý ông thế nào? Có pháp diệt tức tâm chẳng phải sẽ diệt chăng? Thiện hiện đáp bạch thế tôn không? Phật dạy thiện hiện ý ông thế nào? Tâm trụ là tâm chân như chăng? Thiện hiện đáp bạch thế tôn đúng vậy, tâm chân như, như tâm trụ này vậy. Phật dạy thiện hiện ý ông thế nào nếu tâm trụ giống như chân như thì tâm này là thường như chân như chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn chẳng thường Phật dạy thiện hiện ý ông thế nào các pháp chân như là thậm thâm chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn đúng vậy các pháp chân như rất là thậm thâm phật dạy thiện hiện ý ông thế nào chân như tức là tâm trăng thiện hiện đáp bạch thế tôn chẳng phải phật dạy thiện hiện ý ông thế nào tìa chân như có tâm trăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không phật dạy thiện hiện ý ông thế nào tâm tức là chân như chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không phật dạy thiện hiện ý ông thế nào lìa tâm có chân như chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không phật dạy thiện hiện ý ông thế nào chân như có thể thấy được chân như chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không phật dạy thiện hiện ý ông thế nào nếu đại bồ tát hành được như vậy là hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn đúng vậy nếu đại bồ tát hành được như vậy là hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu phật dạy thiện hiện ý ông thế nào nếu đại bồ tát hành được như vậy là hành chỗ nào thiện hiện đáp khi đại bồ tát hành được như vậy hoàn toàn không có chỗ hành vì sao Bạch Thế Tôn vì khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không có tâm đang hành, không có chỗ đang hành. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì trụ trong chân như hoàn toàn không có sự hiện hành, chỗ đang hành và người đang hành. Phật dạy thiện hiện ý ông thế nào? Khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là hành chỗ nào? thiện hiện đáp khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu là hành thắng nghĩa đế trong đây sự hiện hành và chỗ hiện hành đều không có sở hữu được lấy và bị lấy đều bất khả đắc phật dạy thiện hiện ý ông thế nào khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa là hành trong thắng nghĩa đế dù chẳng tướng nhưng hành tướng chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không phật dạy thiện hiện ý ông thế nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đại bồ tát này hành trong thắng nghĩa đế là lìa bỏ tướng trăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không phật dạy thiện hiện ý ông thế nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đại bồ tát này hành trong thắng nghĩa đế từ bỏ tưởng về tướng trăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không phật dạy thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu vì sao đại bồ tát này chẳng trừ bỏ tướng cũng chẳng trừ bỏ tưởng về tướng thiện hiện đáp khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đại bồ tát này chẳng nghĩ ta sẽ trừ bỏ tướng và trừ bỏ tưởng về tướng cũng chẳng nghĩ ta sẽ trừ bỏ vô tướng và trừ bỏ tư tưởng về vô tướng đối với tất cả không có sự phân biệt Bạch Thế Tôn khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát này tuy có thể xa lìa các sự phân biệt như vậy, nhưng chưa viên mãn mười lực của Phật. Bốn điều không sợ, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, mười tám pháp Phật bất cộng, vô lượng, vô biên, công đức thủ thắng, nên chưa chứng được quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát này thành tựu phương tiện thiện xảo nhiệm màu. Nhờ phương tiện thiện xảo nhiệm màu này nên đối với tất cả Pháp chẳng thành chẳng hoại, chẳng lấy chẳng bỏ. Vì sao Bạch Thế Tôn vì Đại Bồ Tát này đã đạt được tự tướng tất cả Pháp là không? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này trụ trong tự tướng không của tất cả Pháp vì cứu độ các hữu tình nhập vào ba tam ma địa do nguyện lực Đại Bi dẫn dắt, thúc tiến nương vào ba định này thành thục hữu tình. Phật dạy, thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nói cụ thọ thiện hiện liền bạch phật đại bồ tát này nhập vào ba tam ma địa này làm thế nào để thành thục hữu tình phật dạy thiện hiện đại bồ tát này an trụ không tam ma địa thấy các hữu tình nhiều chấp ngã ngã sở dùng phương tiện giáo hóa làm cho họ an trụ không tam ma địa rồi đại bồ tát này an trụ vô tướng tam ma địa thấy các hữu tình phần nhiều hành các pháp tướng bèn dùng sức phương tiện giáo hóa làm cho họ an trụ vô tướng tam ma địa đại bồ tát này an trụ vô nguyện tam ma địa thấy các hữu tình có nhiều sở nguyện và ham muốn bèn dùng sức phương tiện giáo hóa làm cho họ an trụ vô nguyện tam ma địa thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đại bồ tát này cứ như vậy mà vào ba tam ma địa này tùy theo sự thích ứng phương tiện thành thục tất cả hữu tình hết quyển thứ bốn trăm năm mươi